Nga vừa đưa ra quyết định phạt công ty lữ hành trực tuyến Booking.com 17,5 triệu đô la Mỹ với lý do là công ty này lạm dụng vị trí thống lĩnh trên thị trường Nga trong việc cung cấp dịch vụ thông tin về cơ sở lưu trú. cơ quan chống độc quyền liên bang nga cáo buộc booking com áp đặt nguyên tắc các khách sạn và nhà nghỉ phải tuân thủ quy định niêm yết ngang giá đối với các khách sạn điều này có nghĩa là không được niêm yết giá dịch vụ trên các kênh bán hàng khác thấp hơn mức giá niêm yết trên booking com cơ quan chống độc quyền liên bang nga khẳng định nguyên tắc này của booking com dẫn đến hạn chế cạnh tranh trên thị trường và xâm phạm lợi ích của các khách sạn booking com đã bày tỏ thất vọng trước quyết định của cơ quan chống độc quyền liên bang nga và cho biết sẽ kháng nghị quyết định này theo hãng tin Bloomberg, tòa án nhân dân tối cao và bộ nhân lực và an ninh xã hội Trung Quốc ngày 27 tháng 8 đã công bố một bản báo cáo chi tiết chưa từng thấy về kiểu làm việc vắt kiệt sức lao động của người à, lao động hay còn gọi là mô hình 996 đang tràn lan trong các tập đoàn lớn của nước này. Mô hình 996 tức là làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối và 6 ngày trong một tuần. Bản báo cáo của Tòa án Nhân dân Tối cao và Bộ Nhân lực và An ninh Xã hội Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo chi tiết về tình trạng vi phạm luật lao động cũng như làm thêm giờ nhiều bất hợp lý hay còn gọi là mô hình 996. Báo cáo đã đề cập đến 10 trường hợp phải xét xử, trong đó có trường hợp nhân viên bị buộc phải làm thêm giờ gây hại đến sức khỏe. Trong một trường hợp, một hãng công nghệ không được nêu tên đã đề nghị nhân viên ký cam kết không nhận tiền làm thêm giờ và bị tòa án phán quyết là sai luật. Một nhóm nghiên cứu của Singapore vừa phát hiện ra rằng RNA của virus SARS-CoV-2 có khả năng thay đổi hình dạng để phát triển và tồn tại khi mà ở bên trong các tế bào nhiễm bệnh. Phát hiện này thì có thể giúp ích cho công tác điều chế ra thuốc trị COVID-19. Theo tờ Straight Times, nhóm nghiên cứu bao gồm các chuyên gia tại trường Y, Dugnus, Viện Gen Singapore và Viện Thông tin Sinh học nhận thấy RNA của virus SARS-CoV-2 có thể tương tác với nhiều RNA trong tế bào người để tận dụng chúng cho quá trình tồn tại. RNA đóng vai trò quan trọng trong việc giúp virus SARS-CoV-2 tạo ra protein của nó. Khi virus lây nhiễm và xâm nhập vào tế bào người, Protein đột biến trên bề mặt tế bào của nó sẽ liên kết với thụ thể của người hoặc tế bào chủ, sau đó nó giải phóng bộ gen của mình vào tế bào chủ, nơi RNA được dịch mã để tạo ra các protein của virus. Vì vật chất di truyền của virus gần giống với vật chất di truyền của RNA tế bào người, do đó, những tế bào người bị đánh lừa để giúp virus tạo ra các protein của nó. Những phát hiện này sẽ tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu khác hiểu thêm về các vùng trong RNA của virus để nhắm đến khi phát triển thuốc điều trị COVID-19.